Xin mến chào các cô chú, các anh chị và các bạn thân mến. Mùa thu đó các bạn. Mùa thu là mùa mưa, gió nhiều, lá vàng, lá rụng nhiều. Nhưng mà cũng là mùa hoa cúc và cũng là mùa bí đỏ các bạn. Thì bữa giờ tới mùa bí đỏ mình cũng hay ăn lắm. Cứ mua một trái về ăn hoài không hết. Hết là nấu tôm nè, nấu đậu phụng nè, tỏi nè. Thì hôm nay á, mình muốn giới thiệu đến các bạn một cái món súp. Món súp này á, Tây ta đều thích hết. Và trẻ em hay người lớn tuổi đều ăn được hết, mọi lứa tuổi các bạn. Từ 0 tuổi cho tới 100 tuổi đều ăn được món này. Mời các bạn cùng vào bếp làm món này với mình nha. Các bạn ơi, mình vừa mới nấu xong tô súp bí đỏ đây các bạn. Các bạn thấy ngon không? Các bạn cùng vào bếp làm món này với mình nha. Nhân dịp mà nấu bí đỏ đó các bạn, mình tìm hiểu một ít thông tin để mà giới thiệu đến các bạn về cái sự mà dinh dưỡng của quả bí đỏ các bạn. Mình mới coi hay lắm á nè. Những lợi ích đối với sức khỏe từ quả bí đỏ là: bí đỏ giàu chất dinh dưỡng và vitamin A, bí đỏ giúp tăng cường hệ miễn dịch, bí đỏ tốt cho mắt, cũng dễ hiểu ha các bạn ha, giàu vitamin A mà tốt cho mắt mà giúp cho làn da khỏe mạnh nữa, tăng cường sức khỏe tim mạch nữa các bạn. Và bí đỏ chứa hàm lượng chống oxy hóa cao. Nó, cái này là ngăn chặn bệnh tim và ung thư đó. Nói là cái có cái chống oxy hóa đó. Bí đỏ cũng là giúp giảm cân nữa các bạn. Rồi giảm huyết áp nữa. Tốt cho hệ tiêu hóa nữa. Đó, mình coi mấy cái thấy thích. Tuy nhiên cũng có nhiều người là người ta khuyên không nên ăn đó các bạn. Nếu như những người á mà mắc bệnh tiểu đường á thì cũng nên ăn bí đỏ, nhưng không nên ăn quá nhiều, không nên ăn quá thường xuyên. Hoặc là những người mà sử dụng thuốc chống đông máu á thì cũng không nên ăn, tự vì là trong cái bí đỏ đó chứa nhiều chất axit béo, omega 3, vitamin K. Cả hai chất này đều có thể làm loãng máu nghiêm trọng. Đó, hoặc là những người mắc bệnh thận các bạn, tự vì trong cái bí đỏ đó có nhiều kali và phốt pho, những người mắc bệnh thận là ăn không tốt. Nhưng mà nếu như không có bệnh gì đặc biệt á các bạn thì mình cũng nên ăn. Theo quan niệm của mình á, cái gì mà tốt quá ăn nhiều cũng không tốt. Mà cái gì mà mình ăn cái gì cũng vừa phải. Mùa này á mình ăn bí đỏ như vậy á, hôm bữa mình mua một trái, mình làm 3 món luôn á các bạn. Xong rồi mình ngưng thời gian, rồi bây giờ mình bắt đầu mình mới mua lại đây. Là bên đây bí đỏ rẻ quá các bạn. Một trái như vậy mà có 1 đồng à. Trái như vậy có 1 đồng à. Mình nói 1 đồng là hơi mắc rồi đó, có 99 cent. Rồi thôi giờ mình bắt tay vào mình làm nha các bạn. Mình cắt sẵn bí đỏ rồi nè. Bí đỏ mình cứ cắt nhỏ nhỏ như vậy. Không cần sắc đẹp lắm đâu, tự tí xíu á, mình nấu cho mềm rồi mình xay nhuyễn. Mình cần ít cà rốt, tỏi băm và hành. Ngoài ra đó, mình cần cái rau như vậy là để mình tí xíu mình trang trí lên mặt, với lại có thêm coi như gia vị á, giống như người Việt mình thì có thêm hành, ngò hoặc rau ôm. Và mình sử dụng creme fraiche luôn các bạn, để tí xíu mình cũng bỏ lên trên mặt. Lý do là hôm nay mình nấu cái súp này là do mình cũng còn nửa hũ này nè, mình phải ăn cho hết. Mấy cái này mở ra rồi mình không có để được lâu. Và mình sử dụng
viên nêm như vậy. Nếu các bạn không có viên nêm thì có thể sử dụng bột nêm gà, bột nêm rau củ ha các bạn ha. Mình có mấy viên viên nêm như vậy nè. Bên đây người ta làm như vậy sẵn này, này nêm gà nè, này cục nêm rau củ nè. Bên đây người ta chia lượng sẵn cứ một cục như vậy là cho nửa lít nước á, cho nên mình hay xài cái này nó tiện hơn. Rồi cùng nấu nha các bạn nha. Mình bắt tay vào nấu nha các bạn nha. Cái nồi như vậy bây giờ mình bật lửa cho nóng. Bật lửa lên rồi mình cho dầu vô. Nấu món này cũng rất là nhanh các bạn. Mình cho miếng dầu vô. Dầu nóng lên rồi đó các bạn, mình cho hành tỏi vô. Mình cho hành trước nha. Mình sắc to to như vậy nè là tự nhiên không phải là mình phi hành cho nó vàng thiệt vàng đâu các bạn. Mình chỉ xào sơ cho nó thơm thôi. Mình bỏ hành tỏi vô một lần luôn. Nếu mà tỏi nó hơi vàng vàng là mình xài luôn được rồi đó các bạn. Mình sẽ bật cái quạt, cái máy hút lên chút, có thể hơi ồn nha các bạn nha. Mình chỉ xào sơ một chút cho nó thơm thôi các bạn. Nếu các bạn nhìn kỹ là thấy tỏi bắt đầu hơi vàng rồi là mình ok rồi đó. Mình không có cần phải là đợi hành vàng đâu các bạn. Giờ mình cho hết nè, cho hết cái này vô. Và cho luôn cà rốt vô luôn các bạn, một lần thôi. Nấu món này cũng rất là nhanh và gọn các bạn. Và bây giờ mình đổ nước vô nha các bạn. Mình chỉ đảo sơ như vậy là được rồi nè. Giờ mình sẽ cho nước vô. Mình không có canh cái lượng nước bao nhiêu đâu các bạn. Mình canh là nó ngập cái mặt bí với cà rốt á. Cho trên mặt bí cà rốt một chút. Đó. Như vậy thôi. Khi cho nước vô rồi đó các bạn, mình đoán cái này là khoảng hơn 1 lít nè. Thì mình sẽ cho 2 viên. 2 viên nêm gà như vậy. Mặn lạc mình sẽ nêm lại sau. Ở đây mình có 2 viên rưỡi nhưng mà mình sợ hơi mặn đó, này chỉ hơn 1 lít thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đậy lại và nấu cho nó mềm các bạn. Nhìn cái gì? Đã đòi ăn đó các bạn. Đó là cái đùi quắc quắc, cái đùi quắc quắc. Biết tới giờ ăn đó, má chuẩn bị đồ ăn sẵn cho Lùng nè, cho Lisa nè. Đây. Có bữa thì làm chín thịt, có bữa thì cho ăn thịt sống vậy đó. Lisa thích ăn thịt sống lắm các bạn. Cái đồ ăn nè, cho cúng nè, là Isa ít có ăn lắm. Isa thích ăn theo đồ của mình, hoặc là lâu lâu cho một dĩa thịt sống giờ là thích lắm nè. Ngon quá ha. Ăn sạch sẽ lắm, lỡ mà rớt rụng ra ngoài là liếm liền. Rồi uống nước đi con. Uống nước đi. Uống nước đi. Lúc này hơi sôi một chút rồi đó các bạn. Mình hạ lửa xuống một chút. Nấu cái này là không có thịt đó mà mình cũng hớt bọt. Hớt bọt đi bớt một chút. Cái rau này tí xíu bỏ lên trên mặt ha các bạn ha. Mình chưa có cho vô trong đây đâu. Cái hành tỏi á các bạn, cái này nãy mình cho là nửa củ hành tây với 4-5 tép tỏi. Nếu quý vị nào mà thích ăn hành tỏi nhiều cứ cho vô nha các bạn. Mùa này ăn hành tỏi nhiều tốt lắm. Chống lại cái lạnh nè, với lại tăng cường sức khỏe. Mình cứ đậy lại, mình nấu cho tới khi nào nó mềm thôi nha các bạn nha. Cái này là mới sôi lên thôi.
Giờ mình đậy lại tiếp, mình hạ lửa xuống nè. Mình đậy lại và mình chờ cho mềm. Hồi nãy giờ để lửa như vậy mình nấu cũng cỡ 15 phút đó các bạn. Từ lúc sôi á, cho tới lúc này á, cái bí đỏ thì nó mau mềm mà cái cà rốt nó lâu mềm hơn. Đó, mình thử giờ mình thấy mềm rồi. Bây giờ mình đem đi xay nha các bạn nha. Bây giờ mình sẽ xay. Cái xay này á, mình có thể sử dụng cái loại này nè các bạn. Này hôm bữa Kim Ly cũng nấu súp bí đỏ này, xay nó vàng. Mình có thể xay bằng cái này, hoặc là mình xay bằng máy sinh tố đều được hết nha các bạn. Nhà có máy xay gì mình xài một loại đó thôi. Mình xay xong rồi, bây giờ mình bắt lên bếp lại một chút nữa các bạn. Làm như vậy á, cái súp á, nếu mà mình không ăn liền á, nó cũng không có bị hư hôi hay thiêu gì. Đó các bạn, làm như vậy là cỡ như vậy nè, nó đặc cỡ như vậy là ngon nè các bạn. Ăn đỡ ngán, nếu đặc quá thì sẽ bị ngán, mà lỏng quá thì súp coi như không có gì hết các bạn. Đó. Rồi. Mình nếm lại một chút coi thử sao. Đó, sôi lên lại là được rồi đó các bạn nè. Bây giờ mình sẽ tranh thủ mình cắt cái rau để hồi tí mình trang trí các bạn. Giờ tắt lửa đi. Bây giờ mình sẽ múc tô súp ra nha các bạn. Cái này là crème fraîche mình bỏ lên trên mặt. Cái súp nó mịn như vậy nè các bạn. Thật ra nhiều người là còn kỹ thì sẽ lấy cái rây lọc lại, nhưng mà mình nghĩ không cần thiết các bạn. Mình xay nhuyễn là được rồi. Và bây giờ mình bỏ crème fraîche vô. Nhiều hay ít thì tùy theo mình thích ăn béo hay không béo nha các bạn. Và bạn sẽ lấy cái đũa đó, bạn sẽ quậy nhẹ nó đi, nó tan đó. Mình bỏ vô nó hơi tan như vậy nè. Đó, nó gặp nóng nó hơi tan như vậy, mình sẽ quậy nhẹ như vậy nè. Và mình trang trí bằng một ít cái lá ngò tây các bạn. Và đây là cái tô súp mình nấu đây các bạn. Mình làm cái phần này cho các bạn, đem qua cho hai ông bà hàng xóm các bạn ơi. Hai ông bà tốt lắm. Mình đi làm vậy đó, giữa trưa là đi thải xà dùng mình cho mình đó. Cho nên đó, hai gia đình đó mà có cái gì hay chia sẻ cho nhau lắm, thân lắm. Mình đem qua cho ông bà. Mình nấu xong cái súp rồi các bạn. Bây giờ xin phép các bạn mình ăn súp nha các bạn nha. Cái súp này nè các bạn, mình bỏ cái crème fraîche vô. Còn nếu như bạn nào mà không ăn được crème fraîche này á, mà lại là thích ăn theo cái vị Việt Nam á, vẫn được nha các bạn. Các bạn nấu ra xong như vậy á, thay vì bỏ cái crème fraîche này vô á, các bạn cho nước cốt dừa, bỏ rau ôm hoặc là ngò vô thì ăn ra vị châu Á của mình thôi. Ngon lắm các bạn. Ăn như vậy nè, già trẻ lớn bé gì đều ăn được hết các bạn. Nó mịn mà nó mềm như vậy nè. Ăn rất ngon các bạn. Súp bí đỏ mà nấu kiểu này ăn rất ngon. Hy vọng là các bạn có thêm một món mới nha các bạn nha. Mình xin được phép kết thúc video ở đây nha các bạn. Xin mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.
mùa lạnh này hay ăn súp lắm các bạn, rất hay ăn súp.